Phi Nhung đã đi rồi, Mạnh Quỳnh, Wendy Phạm hay những người thân yêu còn ở lại sẽ hoàn thành những công việc mà cố ca sĩ còn dang dở. Dù Việt Ngữ vài tháng nữa cũng sẽ khởi công, ba cô con gái thì sắp được qua Mỹ biểu diễn vì đã lo xong giấy tờ. Thế nhưng sau khi xem xong những hình ảnh này, Mạnh Quỳnh đã quyết định gấp rút trở về Việt Nam vì quá xúc động và cảm thấy việc này cần thiết làm ngay. Xin mời quý vị xem video sau đây để hiểu được vì sao Mạnh Quỳnh lại quyết định như vậy nhé. Con tự đi tìm. Xin lỗi. Dạ, xin lỗi cô chú. Hello, xin chào mọi người. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến đoàn của chúng tôi. Chưa tới nhiều mà. Chào ba người. 4 ngàn người rồi. Vô lẹ quý vị. Hôm nay em chốt đơn vô. Chốt đơn nhanh gọn lẹ quý vị ơi. Nhưng mà rồi 13 ngàn rồi. Lên. Đây 16 nha, 16. Nhưng mà đừng dung tiếp nữa đâu. Yo, đây rồi quý vị ơi. Xin chào Trương Thị Trúc Linh. Chào Lan Bùi. Chào Vân Bi. Dạ, cô xin chào cô Trương Thị Trúc Linh. Dạ, chào chị Gia Hân.
Em xin chào chị Mỹ Giang. Mày chào Hiếu nào không? Dạ. Mày lầy quá Hiếu, né chỗ khác. Dạ xin lỗi mọi người. À, hôm nay em hơi bị vui vẻ. Bây giờ em xin giới thiệu về hành trình đi chúc Tết của gia đình gia đình vòng tay Dương Tử Phi Nhung. Xin chào mọi người đã đến với kênh livestream của em. Đây kế bên em là Phạm Đức Đạt, đây, và đây là Phạm Đức Nhân, và cùng tất cả các đoàn bây giờ chúng ta sẽ xuất phát để đi đến quay ra đường trước chùa nào để chùa đây. À, cho từng thành viên chào với vui chúc mừng. Dạ đây xin giới thiệu, đây là anh Thiên. À, đây là anh Thiên. Anh Thiên ở Sài Gòn bây giờ mới về. Anh Thiên cũng không có quậy được lắm đâu. Không lại quậy được. Dạ. Đây nữa, tụi nữa đây nữa Thiếu. Đây. Đây. Chào chào chú sư gì á. Thiếu ơi xuống đây quay cái cổng này nè, mới đẹp nè. Đây. Bà nháy cái đèn càng ánh sáng. Thôi thôi. Không con lú ra ngoài kia kìa. Anh giữ luôn. Đâu mất tiêu rồi. Đó. Đây. Dạ. Xin. Dạ thấy ba. Được rồi, xin chào mọi người. Hiện tại em đang ở Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Riền, chùa Pháp Lạc, văn phòng ban trị sự cơ sở bảo trợ xã hội Phi Nhung vòng tay Dưỡng Tử. À xin chào mọi người. Xin chào. Xin chào mọi người. Dạ. Hiện tại đã lên được 74.000 người. Cho sao chào cho bật đèn cho sao chào. Chào mong và chúc Tết đi mấy đứa. Chúng ta cùng chúc Tết nha. Nó nhỏ này hết luôn á. Quá đã luôn. Rồi chúng thay mặt các em của chúng con xin chân chúc tất cả các cô chú anh chị, các fan của mẹ của chúng con một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý. Chúc các cô chú ông già như địa. Đây. Có nhiều sức khỏe để thành công trong cuộc sống. Sống dài thành huyền thoại. Sống dài thành huyền thoại luôn. Quá từ lúc quay rồi. Mấy đứa này. Chúc mấy cô sống lâu bất tử. Sống lâu đến 100 tuổi nè. Có điện thoại quay mấy em ơi. Tiền vô như nước. Không. Sống à. Tiền vô như nước. Tiền ra như nước sao á. Tiền ra như nước sông Đà. Tiền vô như nước sông Đà. Tụi nó đang cần kìa. Tụi nó đang cần. Rồi. Chào mừng đi mấy đứa. Quảng cáo cái gì đó. Mới cho nên lâu lâu có quảng cáo rồi nha. Có nhớ, phải quảng cáo thì nó. Dừng lại, đừng có dừng di chuyển nữa. Alo, ta cha hậu. Rồi, đang nhảy like nha bà. Đang nhảy. Nhảy là gì? Đang nhảy. Đang lên đó hả? Dạ rồi, tuột rồi, hát đi mấy đứa ơi. Hát đi. Lên, hát nè. Hát cái là lên liền nè. Hát cái là liền. Cậu ơi đi. Cậu ơi hả? Cậu ơi, lên nhạc. Đâu rồi, mất. Ba lên nhạc. Cậu ơi em đang buồn ai lắm phải không? Hát chạy luôn em mấy đứa. Mẹ sao mà khóc cho mồm. Mẹ đi. Mẹ gì đi. Mẹ đâu xong lên đâu. Em đang gấp á. Dạ. Em xin chào anh. Hồ Chí Tâm. Dạ xin chào chị Thu Tạ Thi. Anh chỉnh lại cái video. Dạ chào cô Tiên Thảo.